Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bề đồi săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển 4 có tên Thần Miếu Côn Luân. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi dẫn Ichiro về thì đã gặp Hướng Bắc, nhưng Hướng Bắc lại có mưu đồ với linh hồn bên trong người Ichiro. Sau khi đánh bại hai anh Dương và Ớt đang chuẩn bị xuống tay thì Ngô Nhân Địch xuất hiện và lại ra tay cứu trợ. Hướng Bắc đã chạy trốn, và sau đó mọi người cùng trò chuyện với linh hồn bên trong Ichiro. Linh hồn bên trong Ichiro có nói một câu, đó là: tôi biết biện pháp khiến cho thứ gọi là hạt giống trong cơ thể mọi người sinh trưởng. Vậy bí ẩn của người này như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. Chương thứ 21: Nợ cũ của gia tộc Matsushima. Người dịch: Ngọc Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi linh hồn nằm trong cơ thể của Ichiro nói xong, trừ tôi và Ngô Nhân Địch, tất cả mọi người trong phòng đều sáng mắt lên. Tôn Mập là người đầu tiên hỏi: ngài nhìn thử tôi xem, không phải tôi nói chứ, tôi thế nào? Thân thể tôi có thể làm hạt giống phát triển không? Ichiro khẽ cười: có thể chứ, hạt giống vào cơ thể anh là anh sẽ lập tức biến thành phân bón. Tôn Mập chớp chớp mắt: ý ngài là hạt giống vừa tiến vào cơ thể tôi thì tôi sẽ chết ngay á? Vậy lúc nãy ngài nói gì mà mọi người? Ichiro thấy Tôn Mập như thế thì cười bảo: các anh mà cũng được tính là người sao? Trong căn phòng này cộng thêm cả tôi thì có thể coi là có 4 người rưỡi mà thôi. Mập à, anh cũng muốn biến thành người ư? Đổi tóc thành màu trắng đi rồi nói tiếp nha. Tôn Mập chẳng hiểu tại sao lại bị Ichiro coi thành không phải người. Trừ Ngô Nhân Địch ra, cậu ấy chưa từng cãi nhau thua ai cả, lập tức cúi đầu lầu bà lầu bầu: giờ thì tôi đã hiểu vì sao năm ấy có người muốn mạng anh rồi. Không phải tôi nói chứ, với cái miệng ấy thì trừ 7-8 thành phần cá biệt, anh đắc tội 1 tỷ 400 triệu người còn lại đấy. Tuy là lẩm bẩm nhưng âm lượng không to không nhỏ vừa đủ cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy. Thế mà Ichiro lại làm như chẳng nghe thấy gì cả. Anh ta đột nhiên nhìn sang Ngô Nhân Địch: tôi đã nói tới mức này, anh không định hỏi thêm chuyện gì về Hướng Bắc sao? Ngô Nhân Địch lười biếng dựa vào thành ghế, liếc nhìn Ichiro, sau đó phun ra mấy chữ: anh còn biết chuyện Hướng Bắc cơ à? Không ngờ mấy trăm năm không gặp, đầu óc cũng thông minh hơn chút đấy. Ichiro cười: bị các anh bắt nạt nhiều năm như thế, không khôn ra mới là lạ đấy. Nếu tôi còn không biết động não thì chắc giờ đến hồn phách cũng chẳng còn. Nói rồi Ichiro ngừng lời nhìn Ngô Nhân Địch, nhìn xong lại cười tiếp tục kể: lần đó khi tôi vừa mới tỉnh dậy trong cơ thể của vị đại thần quan thứ 19 không bao lâu thì phát hiện một tiểu thần quan trong đền rất bất thường. Anh ta cứ đồng tí là hỏi tôi vài vấn đề về việc thay đổi năng lượng trong cơ thể con người. Tôi mới tỉnh lại được mấy hồi chứ, ngủ một giấc mấy trăm năm chỉ thấy nhức đầu chóng mặt, đầu óc tư duy đang hỗn loạn không tỉnh táo. Nếu không phải vấn đề này quá lộ liễu thì tôi cũng không chú ý tới anh ta đâu. Sau đó tôi âm thầm quan sát tiểu thần quan này, có thể là đã sơ sót chỗ nào đó khiến anh ta phát hiện. 3 ngày sau thì gã mất hút. Ban đầu tôi cũng dùng danh nghĩa đại thần quan để phái người đi tìm kẻ này, nhưng anh ta biến mất không để lại chút dấu vết nào, tìm hiểu gì cũng không thấy.
Một thời gian dài sau đó, không có chuyện gì xảy ra, tôi đã dần quên mất anh ta, cho rằng gã này không chết thì cũng đến nước khác. Nhưng để đảm bảo, tôi vẫn thu thập quần áo và tóc tai của gã từ khi vị thần quan mà tôi bám vào lúc ấy chết già. Tôi được chuyển sang thân thể của vị đại thần quan đời kế tiếp, thì 2 năm sau, cảm giác đáng ghét kia lại xuất hiện. Đó là thời điểm năm mới, chúng tôi vừa mới hoàn thành nghi lễ cầu phúc ở địa phương. Một nhà tài phiệt đã tới đón chúng tôi, đi thực hiện riêng một nghi thức cầu phúc cho họ. Sau khi kết thúc nghi thức, con trai nhà tài phiệt nọ nói muốn tới đền chúng tôi tu hành. Chuyện này vốn chẳng xa lạ gì. Thần đạo là quốc đạo của Nhật Bản. Thường xuyên có người ăn no rừng mỡ muốn tới đền tu hành. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác bài xích với gã thanh niên này. Cảm giác ấy giống hệt với cái tên tiểu thần quan trước kia. Tôi không đồng ý ngay yêu cầu của nhà tài phiệt, nhưng vẫn để cho gã con trai của ông ta đi cùng mình. Sau khi về đền, tôi phái người bố trí chân hồn trận. Trong trận pháp có đặt quần áo và tóc của gã tiểu thần quan đã mất tích ngày trước. Chỉ cần con trai nhà tài phiệt bước vào là tôi có thể biết ngay anh ta và gã tiểu thần quan kia có phải cùng một hồn phách hay không. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta vẫn phát hiện ra trận pháp tôi bố trí. Anh ta lấy lý do đi vệ sinh mà đi mất tâm. Sau đó tôi cử người tới nhà của vị tài phiệt hỏi, thì biết anh con kia chưa từng quay về. Vì chuyện này mà đền thờ chúng tôi và nhà tài phiệt tố tụng nhau mấy năm liền, đến khi nhà tài phiệt kia phá sản mới kết thúc. Chuyện về sau giống như phim giả tưởng vậy. Cứ chuyển đổi đại thần quan không được bao lâu thì sẽ có người xuất hiện bên cạnh tôi. Xong, chẳng biết có phải do ông trời còn muốn xem trò vui hay không, mà chỉ cần người này vừa xuất hiện là tôi phát hiện ra ngay. Mọi thứ tiếp diễn đều đặn như thế suốt 100 năm. Mãi cho tới khi tên tâm thần Ichiro này đến thì tất cả mới bị đảo lộn. Vẻ mặt của Ichiro khi nói tới đây trở nên vô cùng kỳ quái. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp. Tôi cũng không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua như thế, trong gia tộc Matsushima sẽ xuất hiện một tên quái thai. Đại thần quan Matsushima Iwao đời trước còn có vẻ giống người, ngoài việc thích trêu ong ghẹo bướm thì không còn sở thích nào khác. Chính ra cái chuyện ấy ở Nhật Bản lại không phải thứ gì to tát. Có điều cái tên Iwao này ăn vụng không biết chùi mép, ngủ với người ta thì thôi, còn để người phụ nữ khác mang thai con ông ta. Chính là Ichizo đấy. Mẹ anh ta sinh ra anh ta thì bị khắc chết, sau được họ hàng nhà ngoại nuôi lớn. Nhưng rồi từng người bên đó cũng bị cái tên nhóc này khắc chết. Mãi tới khi họ hàng chết hết, Matsushima Iwao mới biết mình có đứa con trai ở bên ngoài, bèn lập tức sai người đón anh ta về trong ngày. Nói tới đây, tôi, Hoàng Nhiên, hai anh Dương, ngay cả Ngô Nhân Địch đều quay sang nhìn Tôn Mập, chọc cho cậu ấy gào lên. Tất cả nhìn tôi làm cái gì chứ? Cả nhà mẹ tôi còn sống tốt lắm, mãi đến năm tôi học lớp 4 tiểu học thì các dì mới chết đấy. Tôi thấy Tôn Mập lại bắt đầu kể lể thì vội ngăn cậu ấy lại. Đại Thánh à, chuyện này không phải so. Cậu xem cậu vừa ngắt lời là người ta không biết phải nói tiếp thế nào rồi kìa. Tôi nói xong lại quay sang bảo Ichiro bây giờ đang nhòm nhòm Tôn Mập, ngài kể tiếp đi. Sau đó thế nào? Sau khi mấy người nhà ngoại của anh ta chết hết thì làm sao? Ichiro cười ha hả, tiếp tục kể. Vốn đại thần quan kế nhiệm Iwao đã được định sẵn là con trai trưởng của ông ta. Nhưng chẳng rõ cái ông Iwao đó ăn nhầm thứ gì mà lại nói là Ichiro từ bé đã phải chịu thiệt thòi. Giờ ông ta muốn bồi thường cho con, bồi thường tới bồi thường lui,
Kết quả là bồi cả đền Fukushima cho anh ta luôn. Còn người con trai trưởng mà tôi nhìn vừa mắt kia, thì sau khi bố anh ta chết được mấy hôm, cũng phun ra một búng máu vì ấm ức chuyện không có được đền Fukushima, rồi đi theo bố mình luôn. Cứ thế, tất cả những thứ tốt đều để lại cho một tên thần kinh. Ichiro này đã quen hướng Bắc trước khi trở thành đại thần quan. Hai gã thần tới mức có thể mặc chung quần. Sau khi Ichiro trở thành đại thần quan, hướng Bắc liền quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ở gia tộc Matsushima đã nhiều năm. Các đời đại thần quan trước đều cung phụng tôi như thần thánh. Nói gì nghe nấy, nhưng cái tên Ichiro thần kinh này thì khác. Chuyện đầu tiên sau khi gã lên làm đại thần quan là dẫn Hướng Bắc tới đàm phán với tôi. Hướng Bắc vừa tới, tôi lập tức cảm thấy bực bội. Ác mộng đeo bám tôi nhiều năm đã tới đỉnh điểm. Hướng Bắc tra hỏi tôi về chuyện hạt giống. Lúc đấy, tôi hoàn toàn bị hai người họ bao vây. Tuy tôi gá vào cơ thể Ichiro, nhưng lại chẳng thể bắt anh ta làm được chuyện gì. Lúc ấy không nói không được, tôi đành kể chuyện tôi biết về hạt giống cho anh ta. Có điều, Hương Bắc chỉ biết tôi có biện pháp cấy hạt giống vào thân thể của bất cứ người nào, chứ không biết rõ phương pháp ra làm sao. Vì chuyện này mà anh ta hành tôi không ít lần, tôi đều coi như không nghe thấy. Cùng may hồn phách của tôi còn quá yếu, nên anh ta không dám ra tay với tôi. Cứ kéo dài như vậy, từ khi có người Malaysia mời Ichiro đi trừ tà, Hương Bắc vốn áp chế tôi trong thân thể Ichiro, không cho tôi thò đầu ra. Gã cứ đình đình, không một ai nhìn thấy tôi. Nào ngờ, lại bị Ngô Miễn anh phát hiện. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 mang tên Đạo Thống, người dịch Ngọc Anh. Chuyện tiếp theo thì dễ nói rồi. Ngô Nhân Định nhận ra ông bạn cũ của mình ở trong thân thể Ichiro, không cần nhiều lời, đưa người Nhật Bản này tới thẳng chỗ lão hòa thượng Thượng Thiên trên núi Côn Luân. Nhờ pháp lực của hòa thượng Thượng Thiên bồi dưỡng cho hồn phách đang bám trên người Ichiro, ít nhất Ichiro của hiện tại đã chiếm được quyền kiểm soát cơ thể. Mà tôi thì ngày càng tò mò, rốt cuộc lai lịch của vị hòa thượng Thượng Thiên ấy là gì mà Ngô Nhân Địch lại phải nhờ ông ta hỗ trợ. Ichiro kể xong thì cười tủm tỉm nhìn Ngô Nhân Địch. Cụ Ngô chỉ liếc mắt nhìn anh ta rồi cất lời. Anh nói thế mà cũng nhận là nói tất cả thông tin về hướng Bắc hả? Trừ việc anh và cái tên Matsushima Iwao kia cùng làm to bụng con nhà người ta, thì có chuyện gì liên quan tới hướng Bắc chứ? Không ngờ Ichiro nghe xong lại cười vang lên. Anh ta vừa cười to vừa vỗ tay nói: Tôi đang muốn thử xem Ngô Miễn có thể nhịn được bao lâu mới chịu mở miệng hỏi về chuyện hướng Bắc. Là 3 giây. Ai dám bảo Ngô Miễn kiêu ngạo lạnh lùng chứ hả? Người đó không phát hiện ra tâm hồn hóng hớt của anh đấy thôi. Khi Ichiro cười đến là sung sướng, thì sắc mặt của Ngô Nhân Địch cũng lạnh tới mức kết thành băng. Ichiro vô thức run lên, bây giờ mới cố gắng nhịn cười, ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục. Nhắc đến cái gái tên là Hướng Bắc này đấy, tôi đã sai người tra về hành tung của anh ta trong hơn 100 năm. Nhưng gã cứ như sinh ra từ cục đá vậy. Ngoài một lần lấy thân phận con trai nhà tài phiệt đã kể lúc nãy để xuất hiện ra, những lần còn lại gã đều là trẻ mồ côi. Thậm chí trường hợp của nhà tài phiệt kia cũng quái dị. Trước khi gặp tôi, nghe đồn anh con trai đó bị ốm nặng một trận, khỏi bệnh là tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Người hầu và quản gia nhà bọn họ nói, tính cách của con trai nhà tài phiệt trước và sau khi ốm dậy giống như của hai người khác nhau đó.
Sau chuyện Ichiro nắm quyền chủ trì nhà thờ, Hướng Bắc ngày càng làm càn làm bậy trước mặt tôi, cũng chẳng thèm đề phòng tôi nữa. Trong lúc sơ ý, anh ta còn nhắc tới tên hai hòn đảo. Cả hai hòn đảo này đều đã chìm xuống đáy biển do động đất vào cuối thời Tống, nên có rất ít người biết tới chúng. Thật trùng hợp làm sao, tôi lại là một trong số ít người đó. Hay nói đúng hơn là tôi biết năm xưa, đôi tàu của người ấy từng thả neo ở hai hòn đảo kia. Nói tới đây, Ichiro nhớn mày nhìn Ngô Nhân Địch, nửa cười nửa không nói. Muốn biết tên hai hòn đảo này không? Ngô Nhân Địch lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi đột nhiên có một ý nghĩ, rất muốn ném anh xuống biển đi tìm hai hòn đảo kia đấy. Ichiro biết tính Ngô Nhân Địch nên chỉ cười gượng hai tiếng, rồi tự hỏi tự trả lời. Năm đó, đôi tàu của người ấy có thả neo ở một hòn đảo tên là đảo Hướng Bắc. Trùng hợp không? Chắc anh ta cảm thấy mình nắm chắc rồi mới dám lộ tên thật ra. Có phải tên Hướng Bắc này rất thú vị không hả? Khi nghe tới đây, Ngô Nhân Địch hơi thất thần. Tuy lập tức khôi phục bình thường, nhưng vẫn có thể khiến người biết những chuyện quá khứ của trưởng phòng Ngô giật mình. Ichiro lập tức thu hồi vẻ ngả ngớn, nói tiếp. Hướng Bắc theo sát tôi nhiều năm như vậy, đơn giản là vì muốn biết phương pháp cấy hạt giống. Nhưng đến hôm nay, tôi mới biết chuyện anh ta cũng là người đầu bạc. Nhắc anh một chuyện nữa, Hướng Bắc biết hạt giống có thể truyền thừa thế hệ. Hôm nay, anh ta e ngại anh cũng có thể là đang thăm dò, muốn lấy hạt giống trong người anh ra để cấy vào người gã. Ngô Miễn à, thực lực của anh và gã đó cách biệt rất xa, anh không sợ anh ta. Nhưng Ichiro mỉm cười nhìn sang tôi. Chắc là cậu bạn này cũng không sợ anh ta đâu ha. Hướng Bắc chỉ biết có thứ là hạt giống, nhưng lại không biết sau khi hạt giống hòa tan vào cơ thể sẽ biến đổi ra sao. Bằng không vừa rồi gã đã đem cậu bạn này đi rồi. Tôn Mầm ở bên cạnh không để người kia nói xong đã đột ngột chen vào. Vậy Quảng Nhân thì sao? Quảng Nhân biết cách cấy hạt giống không? Ichiro có vẻ khá khó chịu vì bị ngắt lời. Nhưng sau khi được nghe câu hỏi của Tôn Mập, anh ta lại tỏ ra kinh ngạc nhìn cậu ấy. Thực sự không ngờ nha. Tuy đời này anh không có cơ hội làm người, nhưng biết không ít chuyện nhỉ. Còn biết cả Quảng Nhân. Không đúng. Ichiro lại cười một cách ngông nghênh với Ngô Nhân Địch. Lúc tôi ở đền Fukushima chơi với mấy đại thần quan, có hỏi thăm về tung tích của vị đại phương sư kia. Không phải là bị anh nhốt vào rồi sao? Bây giờ đến cả cái thằng mập còn không tính là người này cũng biết chuyện đại phương sư. Anh ta chạy khỏi tay anh rồi à? Nói xong lại cười ha hả. Ngô Nhân Địch không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Ichiro. Mãi đến khi anh ta không cười nổi nữa mới cất tiếng. Anh quan tâm đến Quảng Nhân từ khi nào vậy? Nghe nói năm ấy Quảng Nhân tiết lộ chuyện hạt giống cho anh biết chính là để anh gánh cái nợ này. Thế nên anh mới bị chính đồ đệ của mình ám hại, còn bị hủy hoại cả thân xác. Sao hả? Mới làm đại thần quan mấy ngày mà đã quên rồi. Tôi còn tưởng qua nhiều năm như vậy anh sẽ khôn hơn một chút. Giờ xem ra, trừ việc mồm mép phát triển hơn thì đầu óc vẫn chỉ to như vậy mà thôi. Ichiro vốn đang nhịn cười, nghe xong mấy lời này thì cười không nổi nữa. Anh ta hằn học nhìn Ngô Nhân Địch, miệng há to thở hổn hển. Từ trước đến nay cứ tưởng Ngô Nhân Địch chỉ giỏi cà khịa cho người ta tức chết, nào ngờ cụ còn biết chiêu khích đều, khiến Ichiro ấm ức đến nổ đom đóm mắt. Trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng Ichiro thở nặng nhọc. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập mặt dày chuyển đề tài giảng hòa. Cậu ấy cười hề hề nói với Ichiro. Là Ngô Nhân Địch, không phải tôi nói chứ,
chuyện quảng nhân gì đó bàn sau đi. Anh nói chuyện hướng Bắc đã được không? Hai vị à, tôi nói một câu công bằng nha. Quảng nhân còn dễ nói, dù sao thì ông ta cũng từng làm đại phương sư được một hai ngày, sẽ không gây ra chuyện gì khác thường. Nên cái người anh em hướng Bắc kia thì khó lắm, cứ tưởng là cẩn thận thế nào, hóa ra toàn thích gì làm đấy, chẳng bao giờ theo lẽ thường. Vì tìm một chỗ lừa chúng ta, gà sẵn sàng giết sạch người trong câu lạc bộ. Người anh em này mà lên cơn điên thì sức tàn phá lớn hơn quảng nhân nhiều đấy. Cậu ấy nói xong, Ngô Nhân Địch không có thái độ gì, nhưng Ichiro lại tỏ vẻ khinh thường. Ngẫm lại cũng đúng, trong mắt anh ta làm gì có ai ra hồn người ngoài mấy anh giai đầu bạc đâu. Sao anh ta có thể để ý tới mấy chục người chết trong cái câu lạc bộ nào đó chứ? Nhưng nhờ mấy câu của Tôn Mập mà Ichiro nguôi giận phần nào. Anh ta nhìn Ngô Nhân Địch rồi nói, đừng bảo tôi biết chuyện lại không tiết lộ cho anh nhé. Sau khi có manh mối về tên gọi hướng Bắc của gã, tôi đã tranh thủ lúc Ichiro đang ngủ để khống chế thể xác này đi điều tra tung tích hướng Bắc. Có biết cuối cùng tôi tra ra được gì không? Cái tên này đã từng xuất hiện trong một ngôi làng ở đảo Lữ Tống vào cuối thời nhà Nguyên. Nghe nói một người có tên là Hướng Bắc được thừa kế đạo thống của Phương Sĩ, nên đã mua rượu mua thịt mời dân làng tới ăn mừng. Sau 3 ngày 3 đêm ăn mừng liên tục, người tên Hướng Bắc này đột nhiên phát điên, dùng tà thuật giết chết hơn 100 dân làng. Trừ những người dân ăn tiệc nửa chừng rồi về sớm ra, tất cả những người còn lại trong thôn đều chết dưới tay Hướng Bắc. Vốn cho là Ichiro thay đổi tính tình, bắt đầu coi trọng mạng người, thì lại nghe anh ta nói với Ngô Nhân Địch, tôi vẫn luôn cho rằng người ấy truyền chức đại phương sư cho quảng nhân và truyền đạo thống cho anh. Giờ mới biết được người chân chính được người ấy truyền đạo thống là Hướng Bắc. Ngô Nhân Định thản nhiên cười bảo, đã nói anh không có đầu óc, còn học đòi kế khích đều làm gì vậy? Đạo thống của Phương Sĩ chỉ hệ thống truyền thụ tư tưởng học thuật, bí thuật của phái Phương Sĩ dựa trên lý thuyết về đạo chính thống Nho giáo Trung Quốc. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên tai nạn máy bay. Người dịch Ngọc Anh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Những chuyện Ichiro biết về Hướng Bắc cũng chỉ có từng ấy, trừ Ngô Nhân Địch, chẳng ai trong số chúng tôi hiểu anh ta đang nói gì, và tất nhiên là chẳng ai dám hỏi anh ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này, tôi và hai anh Dương đã hồi phục tương đối rồi. Dù không hỏi thăm được tích sự gì trong miệng Ichiro, thì chúng tôi cũng không dám đi về. Tuy không biết có phải Ngô Nhân Địch cố tình thả Hướng Bắc chạy hay không, nhưng rốt cuộc thì ngoài kia vẫn còn một tên điên không làm việc theo suy nghĩ bình thường. Mỗi lần anh ta ra tay đều là chuyện kinh hoàng khiếp vía. Lỡ đầu xui xẻo va phải anh ta thì cỡ như tôi và hai anh Dương đều không có đường phản kháng. Trời đã sắp sáng, Hoàng Nhiên ra ngoài đặt bữa khuya. Tôi Mập tranh thủ gọi điện cho Âu Dương Thiên Tà. Lúc này trong phòng toàn người đầu bạc, Tôi Mập gọi điện thoại cũng không phải tránh ai. Từ xa đã nghe thấy tiếng cậu ấy nói với Âu Dương Thiên Tà, có thể tăng hỏa lực lên không vậy? Không phải tôi nói chứ, súng thì không tệ, nhưng vừa đánh vừa đếm cũng chả hay. Lúc còn ở dân điều cục, chúng tôi quen dùng súng tự động rồi. Bây giờ vừa bắn còn phải vừa đếm xem còn bao nhiêu viên đạn. Thì nào phải phong cách của trưởng phòng Âu Dương ông chứ. Tôi biết chỉ mấy thanh kiếm. Tôi Mập nói đến nửa chừng thì thấy tôi đang cố gắng xua tay ra hiệu. Bây giờ cậu chàng mới đột nhiên nhớ ra Ngô Nhân Địch đang ở đây, trắng trợn tiêu pha đồ của người ta ngay trước mặt người ta. Thật đúng là cạn lời.
Tôi mầm đang muốn lén nhìn xem phản ứng của Ngô Nhân Địch ra sao, thì bất thình lình thấy trưởng phòng Ngô đã đứng sát cậu ấy, đang trợn mắt nhìn cậu ấy chằm chằm. Tùy lúc Tôn Bập và Âu Dương Thiên Tà luyện hóa mấy thanh kiếm ngắn và xương của cái con không biết là con gì kia thành hai khẩu súng ổ xoay xong, tôi mới biết chuyện. Nhưng việc canh kho đồ là do Ngô Nhân Địch đích thân để tôi bảo quản, giờ thiếu đồ trong đó cũng không phải chuyện đùa. Tôi thấy tình hình không ổn, bèn lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Nhưng mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng trưởng phòng Ngô nói ngay sau lưng: Thẩm Lạt, cậu vẫn bảo quản tốt những đồ tôi giao cho cậu ở dân điều cục chứ hả? Sợ chuyện gì thì gặp chuyện đó. Tôi sững chân, quay lại cười gượng nhìn cụ Ngô. Trong khi đầu tôi còn đang sắp xếp từ ngữ thì Tôn Bẩm đã giải thích thay: Trưởng phòng Ngô à, tôi và ớt vô cùng xin lỗi anh. Lúc dân điều cục xảy ra chuyện vào hơn một năm trước, bọn Lâm Phong đã mở kho đồ kia của anh ra, lấy mất không ít bảo bối trong đó. Không phải tôi nói chứ, tình hình khi ấy loạn quá, xếp cao lại đi rồi, tôi và ớt thật sự... Ngô Nhân Địch không nghe cậu ấy nói xong, đã quay đầu lại, lơm rồi hừ một tiếng, không ở hừ gì nữa. Cứ thế là tha cho tôi và Tôn Mập à. Ngay lúc này, bữa khuya mà Hoàng Nhiên dặn nhà hàng chuẩn bị được mang lên, đang có nhiều người, Ngô Nhân Địch cũng không nhắc lại chuyện kho đồ của cụ ấy nữa. Ngay khi tôi đang nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong và thầm cảm thấy may mắn, thì chuông điện thoại của Tôn Mập bất ngờ reo. Cậu ta nhìn qua điện thoại, có vẻ muốn ngắt máy, nhưng do dự một lúc rồi vẫn nhận. Đại quan nhân à, mời con một lúc thôi, mà bộ ba các anh đã gọi cho tôi hơn 100 cuộc rồi đấy. Tôi xăm không đếm được số cuộc gọi nhỡ nữa rồi. Ai nói tôi không gọi lại cho anh hả? Anh gọi tôi nhiều quá. Tôi vừa mở điện thoại lên thì nó cứ đơ luôn đấy. Đến điện thoại còn không khởi động được thì tôi gọi cho anh kiểu rè. Tôi mập vừa nói vừa tiện chân lùi vào sâu trong phòng. Tôi đang hóng chuyện để cũng đi vào cùng cậu ta, là nghe Tôn Bập nói tiếp: Anh đến hiện trường rồi hả? Kiểm tra camera giám sát chưa? Hung thủ tên là Hương Bắc, là Hoa Kiều Nhật. Không, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tôi biết được anh ta lên cơn gì chắc. Vì sao chúng tôi tới câu lạc bộ tìm anh ta à? Chúng tôi có một món nợ. Họ Hướng kia nợ tôi 250 triệu đô la. Hôm nay chúng tôi tìm anh ta để đòi nợ, sợ anh ta quỵt nên mới gọi ớt và hai anh Dương đi cùng. Ai ngờ anh ta lại giết nhiều người trong câu lạc bộ như vậy. Chắc là định giết người bịt miệng. Nếu sau đấy trưởng phòng Ngô không tình cờ tới đó thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ có kết cục thế nào. Tôi nói linh tinh làm cái quái gì? Đại quan nhân à, anh cũng thấy video giám sát rồi đấy. Có điểm nào khác với những gì tôi nói không? Sao tôi biết được cái tên Hướng Bắc kia chạy đi đâu được chứ? Anh ta lóe lên rồi biến mất tăm ấy. Cụ Ngô còn không kịp cản anh ta thì tôi cũng chịu chết. Cụ Ngô đang ở chỗ tôi đây, để tôi đi tìm cụ ấy cho các anh tra hỏi nhé. À thế hả? Bên cạnh anh không có người lạ đấy chứ? Được rồi, tôi chờ anh. Lúc Tôn Mập nói tới câu cuối, giọng điệu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Chờ khoảng 1-2 phút sau, tôi nghe cậu ấy nói tiếp: Đại quan nhân à, lần này là chuyện lớn, các anh đừng tham gia vào. Trước đây ở trong cục, anh gặp ai có thể đánh ớt và hai anh Dương gần chết mà còn an toàn trốn khỏi tay cụ Ngô chưa? Không phải tôi nói chứ, nói với sếp lớn của các anh, bảo đây là đề nghị của tôi, các anh đừng tra tiếp chuyện này nữa, cứ coi là nổ khí ga luôn đi. Bồi thường thì bồi thường, chứ đừng có đi gây sự với cái tên Hướng Bắc kia. Bây giờ cái tên Hướng Bắc đấy chọc vào cụ Ngô, tôi đang thêm dầu vào lửa. Hả? Anh nói cái gì cơ? Chuyện xảy ra bao giờ? Tôn Bẩm bỗng đang ngồi trên ghế sofa, bỗng nhảy cẫng lên, nói tiếp với Tây Mô Liên qua điện thoại: Anh chắc chắn không? Là anh ta sao? Khi nào thì lấy được ảnh chụp vệ tinh? Được,
tôi chờ. Nói tới đây thì cúp máy. Sau đó cậu ta quay lại nhìn tôi. Hương Bắc chạy rồi. Hơn một tiếng trước, Hương Bắc đã lên máy bay về Nhật Bản. Máy bay đã cất cánh được 20 phút, nếu không có gì trở ngại. Mấy giờ nữa, nó sẽ hạ cánh tại sân bay Osaka. Bây giờ sếp lớn của Tây Mô Liên đang dùng đặc quyền để một vệ tinh gián điệp truy tìm tung tích chiếc máy bay này. Sếp của Tây Mô Liên đã thông báo với phía cảnh sát Nhật Bản, chỉ cần Hương Bắc xuống sân bay sẽ bị cảnh sát Nhật bao vây. Nói gì giờ nhỉ? Chúc các đồng chí cảnh sát Nhật Bản may mắn vậy. Hiện tại đã biết tin Hương Bắc rời khỏi Trung Quốc. Đây coi như là một tin tốt. Ít nhất tối nay chúng tôi có thể về nhà ngủ ngon, không cần ở đây nên sắc mặt của Ngô Nhân Địch nữa. Ai biết được khi nào cụ ấy lại nhớ tới chuyện kho hàng chứ. Tôi không muốn chọc tức cụ Ngô vì chuyện này đâu. Vì chưa nắm được hành tung chính xác của Hương Bắc nên Tôn Mập chưa báo lại chuyện này cho mấy người Ngô Nhân Địch. Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta đang tán phét với Hoàng Nhiên thì lại có điện thoại gọi tới. Tôn Mập đứng tại chỗ nghe máy mới nói được một câu: có tin gì chưa? Thì đã sững sờ. Chờ những lúc bà Hoa trích chòe ra, tôi hiếm khi thấy cậu ấy thất thố như vậy. Lúc Hoàng Nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy ngỡ ngàng nhìn sang Ngô Nhân Địch rồi nói: Hương Bắc chết rồi. 5 phút trước, khi chiếc máy bay Hương Bắc đang ngồi vừa tiến vào vùng biển Nhật Bản thì đột nhiên bị sét đánh. Máy bay vỡ thành mấy mảnh trên không trung và rơi xuống biển. Ngã xuống từ độ cao đấy thì gần như không thể có khả năng sống sót. Bây giờ vệ tinh gián điệp của Trung Quốc đang giả quét vùng biển kia, phát hiện xác của Hương Bắc sẽ lập tức báo cho chúng tôi biết. Mọi người vừa nghe máy bay của Hương Bắc gặp tai nạn trên không thì đều không tin vào tai mình. Đến cả Dương Kiêu từng giết người không chớp mắt cũng thì thào: quả báo đến nhanh như vậy à? Hoàng Nhiên luôn bình tĩnh nhã nhặn cũng choáng váng. Anh ta bắt đầu gọi điện xác nhận tin tức của Tôn Mập. Trong phòng chỉ có Ngô Nhân Địch và vị đang bám vào thân xác Ichiro là còn giữ được bình tĩnh. Ichiro nheo mắt nhìn Ngô Nhân Địch nói: cho dù Hương Bắc thật sự có mặt trên chiếc máy bay kia thì anh có tin anh ta đã chết thật không? Ngô Nhân Địch chỉ phun ra một câu: tôi mua cho anh một chiếc vé máy bay để anh nhảy thử nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24 mang tên Hòa Thượng Náo Loạn, người dịch Gấu Cao La. Tới tận sáng hôm sau vẫn không có tin Hương Bắc còn sống hay đã chết. Ở hiện trường cũng không có dấu hiệu còn người sống sót. Các nhà chuyên môn liên tục đưa ra đủ loại phân tích trên TV, nhưng kết quả phân tích đều chỉ có một: không có khả năng có người sống sót trên chiếc máy bay này. Tuy vậy, trong lòng tôi nảy sinh một nghi vấn: Hương Bắc đó vẫn tính là người sao? Lúc sắc trời dần sáng, Tề Mô Liên lại gọi điện cho Tôn Mập. Màn hình giám sát ở sân bay đã xác nhận Hương Bắc có lên chiếc máy bay gặp tai nạn. Trải qua sự kiểm tra cẩn thận của chuyên viên kỹ thuật, bọn họ không thấy có ghi chép anh ta xuống máy bay. Dù bây giờ vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Hương Bắc đã chết, nhưng ít nhất cũng xác nhận được anh ta không chết thì cũng ngâm mình dưới đại dương. Dựa vào những giải thích từ các chuyên gia về khó khăn trong việc cứu vớt và dòng hải lưu đang chảy về Thái Bình Dương các thứ, có lẽ mấy tháng sau, manh mối về chuyện sống chết của Hương Bắc sẽ được phát hiện ở một nửa khác của địa cầu. Sau khi xác định chúng tôi đã tạm thời được an toàn, trừ Ichiro không dám xuất đầu lộ diện, tất cả chúng tôi lần lượt rời khỏi khách sạn, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm tới thông tin của Hương Bắc. Nhưng 70% số hành khách gặp nạn trên máy bay đều không tìm thấy xác. Băng đi một thời gian, chuyện này từ từ bị chúng tôi lãng quên. Tất cả lại trở về cuộc sống lúc trước. Ichiro vẫn luôn ở đợ trong khách sạn của bạn Hoàng Nhiên vì thật sự không còn chỗ nào để đi. Bây giờ đến Fukushima ở Nhật Bản đã thuộc về người khác. Anh ta cũng không muốn trở về Nhật Bản nữa. Dù sản nghiệp của nhà Hoàng Nhiên lớn,
Nhưng Ichiro cứ ở lì trong khách sạn cũng chẳng phải giải pháp. Cuối cùng Hoàng Nhiên dứt khoát đưa anh ta về nhà mình. Lúc Ichiro buồn chán có thể đi cùng Hoàng Nhiên tới công ty chúng tôi ngồi chơi một lúc. Mấy ngày sau, Hoàng Nhiên lại bố trí người lên núi đưa di hài của Đại Hòa Thượng rời khỏi chùa Đồng, rồi vận chuyển bằng đường hàng không về Bắc Kinh. Nhớ lại buổi tối hôm đó, khi máy bay chở di hài của Thượng Thiện hạ cánh, chúng tôi cùng tới đưa ông ấy rời khỏi sân bay về đến nhà Hoàng Nhiên. Sau khi mở nắp quan tài ra, chúng tôi mới kinh ngạc phát hiện đã qua một thời gian dài như vậy mà thi thể của Lão Hòa Thượng Thượng Thiên chỉ hơi khô một chút chứ không có dấu hiệu thối rữa. Đây chính là toàn thân xá lợi trong truyền thuyết nhà Phật, tức thân thành Phật. Sau khi nhìn thấy nhục thân xá lợi của Lão Hòa Thượng Thượng Thiên, Ichiro cười đến không khép được miệng lại, lập tức bảo mấy người chúng tôi đưa nhục thân xá lợi của Thượng Thiện đến phòng anh ta. Nói một chuyện ngoài lề, ngoài Thượng Thiện, vị đồ đệ tên là Tịnh Không được Hoàng Nhiên đưa tới một ngôi chùa lớn ở Hà Nam, mấy năm sau cũng trở thành trụ trì của ngôi chùa đó. Trong thời gian này, công ty chúng tôi nhận được vài việc lẻ tẻ, cũng kiếm được vài 3-5 vạn. Nếu là trước đây, tôi mập nhất định không nhận mấy chuyện làm ăn như vậy. Nhưng hiện tại cậu ta nói, cậu ta là hổ lạc đường xuống đồng bằng, còn muỗi con nhỏ thì cũng là một miếng thịt, cậu ta vẫn phải nhắm mắt nhận việc thôi. Dân Doan Bạch tới mấy nơi có tà ma quấy nhiễu thì ma quỷ gì cũng đều chạy mất dép hết đấy. Xong, về sau, chính chỗ Tôn Mập lại có vấn đề. Vì cậu ta đã phá sản, nên căn nhà trước kia mà cậu ta ở cũng bị ngân hàng tịch thu mang đi đấu giá. Trường Trì Ngôn vốn muốn Tôn Mập đến ở nhà anh ta, nhưng Tôn Mập lại không cho Trương Cả Lam cơ hội chuộc tội. Tối hôm đó, cậu chàng xách hành lý và dẫn một tên ăn trực khác là Ngô Liên Hoàn tới gõ cửa nhà anh Hoàng Nhiên. Lại thêm nửa tháng trôi qua, về cuối năm nay, con trai chủ nhà trọ nơi tôi thuê sẽ kết hôn, cho nên bọn họ muốn lấy lại căn phòng tôi ở và tu sửa lại thành phòng tân hôn. Thế là tôi cũng rơi vào tình trạng đi tìm phòng khắp nơi. Có điều còn chưa tìm được thì hành lý của tôi đã bị Tôn Mập lén chuyển vào nhà Hoàng Nhiên từ bao giờ. Da mặt của tôi không dày được như anh Béo, để tới lấy hành lý về rồi tiếp tục đi tìm phòng trọ. Nhưng một câu của Hoàng Nhiên đã khiến tôi ngoan ngoãn ở lại nhà của anh ta. À, cũng không phải không chứa được một người như anh. Dù nhà của Hoàng Nhiên không nhỏ, nhưng đột nhiên có thêm nhiều người như thế khiến anh ta chưa quen. Vì vậy, Hoàng Nhiên, người đáng lẽ không cần chuyển nhà nhất, lại bắt đầu nghĩ tới việc mua một căn nhà lớn hơn, cũng có thể gọi là một căn biệt thự. Cuối cùng, Hoàng Nhiên tiêu tốn gần 100 triệu tệ để tậu một tòa biệt thự 3 tầng và 12 phòng ở gần công ty của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ rõ vào cái ngày chuyển nhà, chờ nhân viên chuyển nhà tới, mang tất cả đồ dùng trong nhà cũ đi, rồi bày biện đồ gọn gàng vào nhà mới xong. Tôi mập liền lấy danh nghĩa gia chủ mời Hoàng Nhiên và chúng tôi, những người khách trọ không tốn tiền phòng này, tới nhà hàng Quảng Đông mà chúng tôi vẫn thường đến để ăn mừng tân gia. Một bữa cơm lại tiêu tốn thêm 4-5 vạn nữa của Hoàng Nhiên. Chờ tính tiền xong về nhà thì đã quá nửa đêm. Sau khi ai về phòng đấy, tôi tắm rửa qua một chút rồi nằm lì trên giường đi ngủ. Không biết tôi đang ngủ bao lâu, đột nhiên có cảm giác có người đang đẩy mình. Đầu vẫn còn váng rượu, tôi mơ màng mở mắt, chỉ thấy một lão hòa thượng đầu chọc lóc đang ngồi cạnh giường mình. Trong phòng không có ánh sáng nên tôi không thấy rõ được khuôn mặt của ông ta. Trước đó uống đến đầu óc choáng váng, cơn say rượu vẫn còn chưa tan, tôi hỏi lão hòa thượng: ông là ai thế? Cái đồ không có lương tâm này, anh không nhớ ta là ai ư? Lão hòa thượng
cười khà khà trách móc tôi. Mới qua có vài ngày mà anh đã quên ai trong chùa ở núi Côn Luân hấp bánh bao, muối dưa cải cho mấy người ăn rồi à? Chưa quên. Bấy giờ tôi vẫn đang trong trạng thái u mê, miệng vô thức trả lời lão hòa thượng. À, chính là hòa thượng Tịnh Không. Ông là Tịnh Không còn gì? Đấy, sao lại không nhớ chứ? Lão hòa thượng nhéo mặt tôi một cái, sau đó chỉ vào mũi tôi. Tịnh Không nấu mì của ai? Muối dưa cải của ai? Bánh bao chay của ta ném vào bụng chó rồi à? Anh ăn xong liền chui mép, có khác gì mặc quần lên và phủi bỏ trách nhiệm không? Lúc này tôi mới hiểu ra, lão hòa thượng đang ngồi trước mặt mình chính là Thượng Thiện. Lúc ấy tôi đang trong trạng thái rượu ngấm, đầu óc cũng tê tê, nên hoàn toàn không ý thức được vì sao lão hòa thượng đã viên tịch được cả tháng này lại ở trong phòng mình. À, nhận ra rồi, ông chính là Thượng Thiện. Tôi cười ha ha, đoạn vỗ vào vai lão hòa thượng Thượng Thiện, nói lớn. À, sao? Ông xuống núi rồi đúng không? À, cũng không nói với bọn tôi một tiếng để bọn tôi đến đón ông. À, sao ta lại xuống núi à? Bảo các ngươi xuống đón đó. Thượng Thiện cười tủm tỉm nhìn tôi. Quên rồi sao? Mấy ngày trước các ngươi đón ta ở sân bay đây. Được một câu nhắc nhở như vậy, tôi loáng thoáng nhớ lại được, hình như mấy ngày trước tôi và bọn Tôn Bập đã cùng nhau tới sân bay và đưa cái ông hòa thượng già Thượng Thiện này tới nhà cũ của Hoàng Niên. Tôi cười một cách đờ đẫn, sau đó lại nói với lão hòa thượng. Đúng, tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước chúng tôi đã tới sân bay đón ông. Cơ mà không đúng, hôm nay anh Hoàng dọn nhà, anh ta mừng tân gia, còn mời khách ăn cơm. Sao ông lại không đi? Chính vì cái chuyện đó nên ta mới tới đây. Các ngươi có gọi ta đi đâu? Lão hòa thượng Thượng Thiện vỗ đùi. Lương tâm của các ngươi đúng là để cho chó tha rồi. Lúc ở trong chùa của ta, ăn của ta, uống của ta, bây giờ ăn xong thì quên ta luôn. Các ngươi nói xem, các ngươi có biết xấu hổ không? Không gọi ông ư? Tôi vẫn mơ màng nhớ lại chuyện đi ăn hôm qua một chút. Trừ bản thân mình thì tôi chẳng nhớ ra ai cả. Tôi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, kết quả suýt thì ngủ luôn. Cuối cùng Thượng Thiện phải lay tôi tỉnh lại. Không đưa ta đi ăn cùng thì thôi, bây giờ kể lại xem đã ăn cái gì để ta đỡ thèm xem nào. Tôi không hiểu ý, mắt nhắm mắt mở nhìn lão hòa thượng. Hả? Thượng Thiện lại nói. Vừa rồi ta có đi qua phòng của Ngô Liên Hoàn, cái tên thô kệch đó, vừa nhìn đã biết là chưa được ăn đồ ngon bao giờ. Lúc ta đi rồi, thằng đó lại nằm mơ thấy những món đã ăn vào buổi tối. Mẹ nó, mới nói đến thịt lợn chua ngọt thì ngủ mất, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Ta chỉ muốn biết sau đó có những món gì thôi. Khó lắm mà. Vây cá. Nghĩ tới chuyện này, trong đầu tôi bắt đầu chậm rãi mường tượng lại rõ hơn. Sau đó là Phật nhảy tường. Phật nhảy tường. Ôi giời ơi, tức thân thành Phật. Bây giờ tôi mới cảm giác được có điều không đúng. Cơn say rượu trước đó hoàn toàn biến mất. Mặt trợn trừng nhìn về lão hòa thượng đang cười với mình kia và rú lên. Ông đã chết rồi kia mà. Phật nhảy tường, một món súp trong ẩm thực Phúc Kiến, được phát minh từ thời nhà Thanh, gồm 30 nguyên liệu chính và 12 loại gia vị, ví dụ như trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bảo ngư, vi cá, thịt gà, dăm bông kim hoa, gân heo, nhân sâm, nấm và khoai môn, vân vân. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Người cũng nói câu, không phải tôi nói chứ. Người dịch, Gấu.
Đúng vậy, ta đã chết rồi. Lão hòa thượng cười với tôi, rồi bỗng hóa thành một làn sương mù và biến mất. Nhất thời, tôi cũng không rõ bản thân bây giờ vẫn đang mơ hay đã thật sự gặp được hồn ma của lão hòa thượng thượng thiên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp theo là giọng Ngô Liên Hoàn. Thánh Tăng à? Phật sống à? Tôi nhớ ra rồi. Sau món vây cá, chính là món Phật nhảy tường đấy. Là mới nói được một nửa, thì tôi đã mở cửa phòng ra. Một lão già sống qua nửa đời người, đang điên cuồng gào thét phía ngoài phòng. Món Phật nhảy tường, chính là Phật nhảy tường. Tôi nhớ ra rồi. Bây giờ Tôn Mập ở phòng đối diện cũng mở cửa, ném chiếc dép lê của cậu ta lên mặt Ngô Liên Hoàn. Ông nhớ ra sớm quá nhỉ? Sớm hơn 5 phút, có phải là tôi không bị đánh không? Nói tới đây, tôi mới nhìn thấy hai bên mặt của Tôn Mập vừa đỏ vừa sưng, còn hằn rõ mấy dấu bàn tay rõ ràng. Sau đó, anh dài Ichiro bị chiếm thân xác kia cũng ôm mặt đi xuống lầu bầu. Bực tức của chúng tôi. Ao ác ửa, ông yêu ông a uông ấy. Ước ông a, à mấy ý ư. Phiên dịch. Sao các người không thiêu ông ta luôn đi? Dư sao ông ta lại làm cái gì chứ? Ngay cả nhân vật sống cùng thời đại với Ngô Nhân Địch cũng không thoát được bàn tay ma của lão hòa thượng. Bây giờ đến nói chuyện cũng không rõ ràng. Tôi Mập nhìn thoáng qua rồi nói. Cằm anh bị tát chật khớp rồi kìa. Không phải tôi nói chứ. Người anh em à, anh cố chịu một chút, tôi sẽ nấn lại cho anh. Tôi Mập vừa nói tới đây thì tay đang nắm lấy cằm của Ichiro rồi đột ngột giật sang bên. Ichiro rú lên một tiếng, liền che miệng ngồi thụp xuống. Tôi Mập chẳng thể ngồi xuống theo anh ta được, nên đành đứng đấy mà nói. Chưa vào đúng khớp hả? Không phải tôi nói chứ. Một lần không được thì thử lại lần nữa nha. Thân thể này cũng có phải của anh đâu. Anh đau lòng làm gì? Ichiro ngồi chồm hổm trên sàn nhà trả lời. Cắn mẹ nó vào lưỡi rồi. Một trận sóng gió qua đi thì cũng là lúc trời hừng sáng. Hoàng Nhiên mặc đồ ngủ đi từ tầng cao nhất xuống. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện, trừ tôi và Hoàng Nhiên, những người còn lại đều bị thượng thiên đánh, có nặng có nhẹ khác nhau. Nghe ra mới biết, đêm qua tất cả mọi người đều được gặp lão hòa thượng thượng thiện. Người đầu tiên gặp thượng thiện chính là Ngô Liên Hoàn. Lão là người duy nhất trong số chúng tôi chưa từng gặp thượng thiện hồi còn sống. Tôi hôm qua lão cũng uống không ít, sau khi trở về quần áo còn chưa kịp cởi đã quăng mình lên giường đánh một giấc. Ban đầu Ngô Liên Hoàn cũng cho là lão đang nằm mơ. Dựa vào cái gì mà một ông hòa thượng già trông hệt như tên ăn mày hỏi tôi cái gì là tôi phải trả lời chứ? Ngô Liên Hoàn lập tức đưa cho thượng thiện 5 tệ, nói: mua tô mì mà ăn. Qua phòng cái tên mập kia đòi tiền nữa. Tôi là người nghèo nhất đấy, bọn họ ai cũng giàu hơn tôi đấy. Lão hòa thượng tủm tỉm cười, cất 5 tệ đi. Sau đó chắp 2 tay trước ngực, cao giọng niệm A Di Đà Phật. Một giây sau, cái miệng lớn của Ngô Liên Hoàn liền bị vả cho mấy phát. Vừa vả vừa mắng: lão có ý gì? Phật ra ta thiếu 5 tệ của lão sao? Còn mua mì, bây giờ mua bát mì cần trả 6 tệ đây biết không hả? Ngô Liên Hoàn bị đánh đến tỉnh cả rượu, lại phải móc 10 tệ ra đưa cho lão hòa thượng để ông ta mua được bát mì thịt. Bây giờ lão hòa thượng cười tít cả mắt mà rằng: đấy, xem như là lão cho tiền hương khói. Phật gia ta sẽ cầu nguyện cho lão trước mặt Phật tổ. Phật gia ta còn có chút chuyện nhỏ muốn làm phiền thí chủ. Đêm nay các người ăn thịt uống rượu đã phạm vào khẩu nghiệt. Thế này đi, Phật gia ta sẽ thay các người niệm kinh sám hối. Có điều
các người cũng phải thông báo các món đã ăn đêm nay cho ta. Phật gia ta muốn siêu thoát cho các sinh linh bị chết oan. Ngô Liên Hoàn không dám chọc vào lão hòa thượng này, lập tức đọc một lèo các món ăn tối nay cho lão hòa thượng nghe. Những món lão nhớ đều là món ngon, kể đến thịt kho tàu thì bỗng nhiên câm nín. Sông trên không nghĩ ra được món sau là gì, lập tức khiến lão hòa thượng không vui nên là bị đánh. Sau khi đánh xong, thấy Ngô Liên Hoàn tạm thời vẫn không nhớ được, Thượng Thiện chỉ có thể tìm người khác. Trước khi đi, Thượng Thiện còn hung tợn đe dọa Ngô Liên Hoàn: Phật gia ta đi hỏi người khác, lão cũng từ từ mà nghĩ đi nhá. Nếu mấy người bọn họ nhớ ra món ăn đó trước lão thì Phật gia ta đây sẽ trở lại thăm hỏi lão đấy. Ngay sau đó, lão hòa thượng đi tới phòng của Tôn Mập và Ichiro. Tôn Mập đang trong giai đoạn cố gài Ichiro hòng moi được lai địch của anh ta, cho nên tâm tư không đặt trên bàn ăn. Còn Ichiro những năm này vẫn luôn bám vào mấy vị đại thần quan trong gia tộc Matsushima. Nếu hỏi phần nào của món sashimi ăn ngon nhất thì anh ta có thể trả lời được ngay lập tức. Chưa mấy tháng nay vừa đến Trung Quốc là phải lên núi Côn Luân húp cháo và ăn dưa cải muối qua ngày, làm sao anh ta biết được tên của mấy món trên bàn tiệc chứ. Cảnh ngộ của Tôn Mập và Ichiro không khác lắm so với Ngô Liên Hoàn. Sau khi cho họ ăn mấy cái bạt tai, lão hòa thượng Thượng Thiện liền vào phòng của tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Nếu tôi không tỉnh táo và không trả lời được thì chắc lão hòa thượng cũng không để tỉnh tôi có ít tóc trắng trên đầu mà không đánh tôi mấy cái. Nhưng vì tôi đã nói ra được tên của mấy món ăn nên Hoàng Nhiên đã tránh được một kiếp nạn. Nghe rõ mọi chuyện xong, Hoàng Nhiên dẫn chúng tôi tới phòng Ichiro. Hiện tại nhục thể xá lợi của đại sư Thượng Thiện đang được đặt trong phòng anh ta. Sau khi chúng tôi đi hết vào phòng, Tôn Mập vừa nhìn đã thấy hai tay của đại sư đã tách nhau ra. Mỗi tay nắm thật chặt hai tờ giấy bạc. Một tờ là tờ 10 tệ, còn một tờ là tờ 5 tệ. Về sau, cái người đang chiếm lấy thân Ichiro kia xác nhận rằng lão hòa thượng thật sự đã viên tịch, nhưng bởi vì khi còn sống là một cao tăng đắc đạo nên sau khi chết sẽ không dùng hình dạng ma quỷ để xuất hiện. Xem ra là do vẫn còn chấp niệm chưa được hoàn thành lúc sống nên mới tiếp tục đợi ở phàm thế không chịu đi. Cũng may mọi người đã biết lão hòa thượng Thượng Thiện là cao tăng đắc đạo, chẳng qua tính khí hơi trẻ con, thích đùa ác mà thôi. Thế là không có ai nói thêm gì, cũng không dám nói gì cả. Song Ichiro nhất quyết không chịu ở cùng một chỗ với nhục thân xá lợi của lão hòa thượng nữa. Cuối cùng Hoàng Nhiên đành thỉnh tượng Quan Vũ được bày trong phòng khách xuống, rồi đặt nhục thân xá lợi của lão hòa thượng ở vị trí của quan nhị gia để ông được hưởng thụ hương hỏa hàng ngày. Khúc nhạc dạo ngắn ngủi qua đi, về sau lão hòa thượng Thượng Thiện sẽ thỉnh thoảng hiện lên, nhưng không còn lần nào đùa ác như thế nữa. Sau một thời gian, công ty Tốt Mập nhận được vài vụ việc kha khá, mặc dù mỗi lần chỉ chừng 10 vạn 8 vạn tiền công, nhưng so với trước cũng không tính là tệ. Một tuần sau, lúc tôi lái xe đi ngang qua trụ sở cũ của dân điều cục thì nhìn thấy có một bóng người đàn ông chừng 40-50 trông rất quen ở phía xa. Tôi lập tức đi chậm lại, khi lái xe qua còn quay đầu nhìn người này một chút. Không ngờ vừa nhìn thì suýt quên mất còn đang lái xe, tì nửa đâm vào chiếc xe phía trước. Tôi vội thăng gấp rồi nhảy xuống, bước mấy bước tới và gọi người kia: Xếp Hách, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Tôi và Tôn Bập vẫn luôn tìm anh đấy. Người này chính là Hách Văn Minh. Kể từ khi dân điều cục giải thể, ông ấy cũng bặt vô âm tín. Hơn một năm không gặp, Hách Văn Minh còn gầy gò ốm yếu hơn trước. Nếp nhăn trên mặt thì nhiều gấp đôi, quần áo bám đầy bụi bẩn, không biết đã bao lâu chưa được giặt. Ông ấy có vẻ hơi mất tự nhiên khi
khi nhìn thấy tôi. Sau đó lúng túng cười rồi nói: Ơt à, gần 2 năm không gặp, cậu và Tôn Đại Thánh vẫn khỏe chứ? Ê, đừng đứng đấy nói nữa, lên xe đi, có chuyện gì thì tới chỗ chúng tôi rồi nói. Dứt lời, tôi kéo Hách Văn Minh tới xe. Ai ngờ ông ấy lại xua tay lia lịa: Cậu nghe tôi nói đã, hôm nay không được, tôi còn có việc. Chờ 2 ngày nữa, tôi sẽ mời cậu và Đại Thánh ăn cơm. Không phải tôi nói chứ, hôm nay thật sự không được. Làm gì mà nhiều cái không được thế? Tôi vừa giữ chặt áo Hách Văn Minh, vừa móc điện thoại ra gọi cho Tôn Bập. Cậu ở đâu đấy? Vừa hay tôi đang ở tòa nhà cũ của dân điều cục, đang ở cùng với sếp Hách này, cậu mau tới đây đi. Tôn Bập đang ở cách nơi này không xa. Chỉ khoảng 3 phút sau, tôi đã thấy một chiếc xe lái tới. Cậu chàng vừa nhảy xuống xe là đã ôm chầm lấy Hách Văn Minh. Tôi tìm anh đã hơn 1 năm rồi, sao chuyển nhà mà không báo 1 tiếng vậy? Hết chương thứ 25. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.